Cái gì đây? Ô tô. Ô tô tải. Ô tô tải. Xe gì đây? Xe thường không? Xe ngựa. Xe ngựa. Nào, xe gì đây? Xe ô tô khách. Đúng rồi, đấy là xe ô tô khách. Là xe ô tô khách. À, đây là xe ô tô gì nhỉ? Nãy vừa nói ô tô gì nhỉ? Xe ô tô tải. Đúng rồi, ô tô tải này. Đồ. Thế còn xe gì đây? Xe đạp. Xe xích lô. Xe xích lô. Nhớ chưa? Xe gì đây? Xe gì đây? Xe đạp. Đúng rồi, xe đạp, đúng rồi. À. Xe gì đây? Xe ô tô. Ô tô con. Ô tô con. Đấy, xe ô tô con này, ô tô con màu đỏ đấy. Nào, cái gì đây? Đây là cái gì? Thuyền. Thuyền buồm. Thật là tuyệt vời. Đâu? Chỉ cho con bố xem cái gì đây? Xe máy. Đâu? Đây xe máy đâu? Xe rồi. À xe máy đâu? Tàu hỏa đâu? Tàu hỏa đâu con? Rồi. À giỏi quá, Thúy Bình giỏi ghê. Nào, thế máy bay đâu con? Rồi. Đâu đâu bố chỉ bố xem nào. Rồi. Ui máy bay đấy hả? Ôi tuyệt vời quá. Đâu thì tàu thủy đâu? Tàu thủy đâu? Tàu thủy đâu? Đây. Ui tuyệt vời, tàu thủy đấy. Nào chỉ lại nhá. À vừa ngồi khoanh chân lại, khoanh chân lại cho nó gọn lại để bố con mình học bài đó nhá. Ô tô tải đâu? Ô tô tải đâu? Ô tô tải này. Ô tô tải đâu? Ô tô tải đâu? Đây. À ô tô tải đấy. Xe ngựa đâu? Đây. Đâu đâu chỉ lại bố xem nào. Đây. Rồi xe đạp đâu? Đây. Đâu đâu chỉ lại đi. Đây. Rồi. Xe ô tô con đâu? Đây. Đâu bố chỉ gì lại nhá. Đâu, ô tô con đâu? Ô tô. Đấy là xe lam. Đây xe đây xe ba bánh này, ô tô con đây này. Đây. 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 Nào, đây đây. Rồi, rồi thế xe ấy đâu? Xe tàu hỏa đâu? Tàu hỏa đâu? Tàu hỏa đâu? Ở đây nè. Đấy.